Cách để tạo bản tầm nhìn. Bản tầm nhìn là một chiếc khung chứa nhiều tranh, ảnh thể hiện ước mơ, mục tiêu và những điều khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc. Bản còn có tên gọi khác là bản ước mơ, bản đồ kho báu hay bản đồ tầm nhìn. Bản đồ tầm nhìn là một công cụ hữu hiệu giúp cho người dùng đề ra những mục tiêu và thúc đẩy cho họ phấn đấu không ngừng để đạt được mơ ước. Bắt đầu, 1. Suy ngẫm về mục tiêu cá nhân. Hầu hết mỗi người đều có vài ý tưởng chung chung, mơ hồ về điều mà mình muốn đạt được trong đời hay mục tiêu và thứ khiến cho họ hạnh phúc. Tuy nhiên, khi được hỏi về khái niệm cuộc sống tốt đẹp, chúng ta lại khó đưa ra một câu trả lời cụ thể. Một ý tưởng tuyệt vời giúp chúng ta luôn đi đúng hướng và không hối tiếc về quá khứ là dành thời gian vạch rõ những mục tiêu, nguyện vọng và chi tiết nhất có thể. Tiếp theo là lập ra một kế hoạch gồm có những bước tiến hành cụ thể nhằm để đạt được mục đích. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, chúng ta cần tạo ra bản tầm nhìn. 2. Suy ngẫm về câu hỏi lớn. Trước khi tạo bản tầm nhìn, hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về một số câu hỏi thường gặp sau đây. Theo quan điểm của bạn, thế nào là cuộc sống tốt đẹp? Điều gì sẽ khiến cho cuộc đời có giá trị và đáng sống? Trước khi nhắm mắt xuôi tai, bạn mong mình đã hoàn thành được tâm nguyện gì? 3. Cụ thể hóa câu hỏi lớn. Để giúp cho bạn trả lời được những câu hỏi này, có thể sẽ khá hóc búa hay cụ thể hóa chúng. Bạn đang muốn theo học một bộ môn gì? Sở thích hay hoạt động nào bạn đã từng bỏ dở nhưng giờ lại muốn tiếp tục hoặc nâng cao trình độ? Mục tiêu nghề nghiệp của bạn là gì? Cần phải thực hiện các bước nào từ giờ tới lúc bạn có được công việc mơ ước? Ví dụ, bạn cần có bằng cấp đặc biệt hay ứng tuyển vào vị trí thực tập nào không? Điều mà bạn muốn làm cùng người yêu là gì? Đừng chỉ nghĩ đến việc cưới xin, yêu nhau lâu dài hay sinh em bé. Hãy hình dung chi tiết hơn về tiếp người mà bạn muốn ở bên, cách mà hai bạn dành thời gian cho nhau. Bạn muốn mình là ai trong mắt của mọi người? Ví dụ, có phải bạn muốn trở thành một nhà tiểu thuyết gia vĩ đại tiếp theo trong nhân loại hay không? Hay bạn có muốn đứng đầu một tổ chức từ thiện có sức ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của người khác hay không? 4. Lựa chọn chủ đề. Sau khi đã hoàn thành những bước nêu trên, giờ là lúc bạn dựa vào điều mà mình vừa khám phá để có thể quyết định xem tâm điểm của bản tầm nhìn là gì. Đừng ép bản thân nhồi nhét tất cả những ước mơ vào cùng một bản. Bạn hãy tạo ra bao nhiêu bản tầm nhìn tùy thích. Mỗi bản hãy tập trung vào một chủ đề khác nhau. Bạn có thể quyết định tạo một bản tập trung vào mục tiêu cụ thể nào đó. Ví dụ, nếu như muốn kiếm đủ tiền cho một chuyến du lịch mơ ước vào năm sau, bạn hãy thử thiết kế một bản tầm nhìn theo phong cách thành phố biển Nha Trang. Bạn cũng có thể tạo ra một bản tầm nhìn có chủ đề bao quát hơn. Biết đâu, sau khi điểm qua một loạt những hình tượng, bạn chỉ đơn thuần quyết định trở thành một người tốt bụng, hào phóng hơn. Bạn có thể thiết kế ra một bản tầm nhìn theo chủ đề này. Ngoài ra, hãy dán thêm một ảnh một số những tấm gương truyền cảm hứng vào bản tầm nhìn. Tạo bản tầm nhìn. 1. Lựa chọn kiểu bản. Sau khi đã chọn xong chủ đề, bạn cần quyết định kiểu dáng của bản. Hầu như mọi người đều tạo bản tầm nhìn bằng cách sử dụng giấy bìa cứng, bản ghim hay bất cứ một thứ gì có thể treo hoặc gắn lên tường. Nếu như bản tầm nhìn được đặt tại một vị trí bắt mắt, bạn có thể ngắm và suy nghĩ về nội dung trên bản đều đặn mỗi ngày. Tuy vậy, không nhất thiết là phải sử dụng kiểu bản này. Bạn có thể tạo bản tầm nhìn điện tử. Hãy thiết kế một trang web riêng hay một nhật ký điện tử bằng cách sử dụng trang mạng xã hội như Pinterest chẳng hạn. Hoặc thậm chí là tạo ra một thư mục có chứa tiệp ảnh và một câu châm ngôn truyền cảm hứng do chính bạn sưu tầm. Chọn kiểu bản mang lại cảm giác thoải mái nhất và khiến cho bạn thực sự muốn ngắm nhìn cập nhật thường xuyên. 2. Sưu tầm ảnh truyền cảm hứng. Giờ là lúc bạn tìm kiếm những ảnh tạo động lực phù hợp với chủ đề mà bạn đã chọn. Internet, tạp chí và ảnh chụp đương nhiên là một nguồn tìm kiếm hữu ích. Đừng quên hãy chú ý đến một số loại bưu thiếp độc đáo có thể truyền cảm hứng, được cắt ra từ giấy báo nhãn hiệu. Khi tìm hình ảnh, hãy lựa chọn thật cẩn thận và đảm bảo xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết trong tấm hình. Ví dụ, nếu như mục tiêu của bạn là vào được một trường đại học mơ ước, hãy chọn những bức ảnh về khuôn viên trường. Nhưng nhớ tìm những tấm ảnh được chụp vào thời điểm ưa thích của bạn trong năm hoặc có cảnh sinh viên đang cùng tham gia vào những hoạt động mà bạn mong mình có thể cùng trải nghiệm sau này khi nhập học. 3. Sưu tầm về những câu nói truyền cảm hứng. Bạn có muốn bản tầm nhìn tạo một hiệu ứng thị giác và có thật nhiều những tấm ảnh hấp dẫn để có thể thu hút sự tập trung của người xem. Dù vậy, đừng quên bổ sung nhiều câu nói truyền cảm hứng hay những châm ngôn vào bản. Châm ngôn là một câu nói mang những tính tích cực, diễn đạt bằng lời hoặc chữ viết mà có thể giúp cho bạn cân nhắc đi, cân nhắc lại như đọc thần chú. Tất nhiên là bạn có thể tự viết châm ngôn bằng cách tham khảo những mẫu trên mạng hay ghé thăm hiệu sách gần nhà để có thể tìm cảm hứng.
Bạn nên nhìn khát vọng của bản thân bằng lăng kính lạc quan. Giả sử mục tiêu của bạn là trở thành một người vệ sĩ vĩ cầm đầu tiên được tuyển chọn vào dàn nhạc giao hưởng, nhưng trong quá khứ của bạn đã từng phải chật vật tập luyện mỗi ngày, dù năm nào cũng viết lời quyết tâm đầu năm. Đừng viết là tôi sẽ không bỏ tập chỉ sau một tháng giống như những năm trước nữa. Cách viết nhuốm màu tiêu cực này sẽ khiến cho khuyết điểm lộ rõ thêm. Thử viết là tôi muốn mái ấm của mình luôn ngập tràn tiếng nhạc hân hoan. Xem sao, câu này sẽ tích cực gấp nhiều lần so với câu cũ, khiến cho việc tập luyện trở nên đáng mong đợi hơn thay vì mang tính cưỡng ép. 4. Tập hợp mọi thứ lại với nhau để có thể tạo nên một bản tầm nhìn. Khi đã chọn xong ảnh và câu nói truyền cảm hứng, giờ là lúc bạn sắp xếp một cách sáng tạo. Hãy tham khảo nhiều bộ khác nhau. Bạn có thể tìm thấy trên mạng không ít nhiều những bản tầm nhìn vui nhộn do người khác thiết kế, nhưng đừng cho rằng mình phải trang trí y hệt như phong cách của họ. Cân nhắc lựa chọn màu nền cho bản. Chọn một màu thật cẩn thận dựa trên tính chất và nội dung của chủ đề. Ví dụ, nếu như bạn muốn lên giày có tinh thần để có thể hoàn thành mục tiêu khó khăn như tập thể hình, đẩy ngược bằng tạ có khối lượng tương đương với trọng lượng của cơ thể, bạn nên chọn gam màu nóng như đỏ chẳng hạn. Mặt khác, nếu như bạn đang dành thời gian để nuôi dưỡng sự bình yên trong tâm hồn, hãy chọn một gam màu dịu nhẹ như xanh nước biển nhạt. Hãy thử dán hình của bạn vào giữa bản tầm nhìn, bao quanh là ảnh và những câu nói truyền cảm hứng. Khi đã chọn được một cách thiết kế và cách sắp xếp phù hợp, hãy dùng hồ hoặc kim để có thể dập những đồ trang trí bằng giấy vào bản tầm nhìn. Đó là đối với bản thật, nếu như bạn định làm bằng bản điện tử thì cần phải lưu lại tiệp ảnh. Sử dụng bản tầm nhìn. 1. Đặt bản ở nơi mà bạn có thể dễ thấy hàng ngày. Mục đích để thiết kế bản là tạo ra một thiết bị nhắc nhở việc hoàn thành nằm gọn trong tầm mắt, giúp cho bạn duy trì sự tập trung và động lực. Đừng cất bản tầm nhìn trong tủ. Bạn có thể coi bản tầm nhìn là một nguồn cảm hứng của riêng mình cũng được. Trong trường hợp này, bạn không cần phải treo bản ở phòng khách. Tương tự, bạn cũng có thể không nhất thiết phải dùng bản tầm nhìn điện tử một cách công khai. Hầu hết những trang web hoặc nhật ký trên mạng cho phép người dùng thiết lập quyền riêng tư. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tính năng hạn chế người xem nội dung của mình. Điều quan trọng là bạn cần dùng bản thường xuyên, không nên đặt bản ở một vị trí khuất tầm nhìn. 2. Ngắm bản thường xuyên. Tự hứa với bản thân rằng mình sẽ xem thật, không phải là liếc qua. Bản tầm nhìn ít nhất là nhìn mỗi lần một ngày. Hãy quyết tâm dành ra tối thiểu 5 phút để nghiên cứu nội dung và tập trung vào phần hình ảnh của bản. Đừng chỉ đọc thầm câu nói và châm ngôn truyền cảm hứng. Hãy tự tin đọc đi đọc lại thật to, tự nhủ rằng tôi sẽ trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp là một chuyện, nhưng mạnh dạn nói ra điều đó lại là một chuyện khác. Nếu như bạn không tin vào chính mình thì ai tin bạn đây? 3. Đừng hiểu sai nội dung của bản tầm nhìn. Tạo bản tầm nhìn là cách hay để có thể tìm nguồn cảm hứng, nhận diện, định hình ước mơ và giúp cho bản thân tập trung, duy trì động lực. Tuy nhiên, nếu như bạn tìm đến bài viết này chỉ vì nghe thiên hạ đồn thổi rằng việc tạo ra bản tầm nhìn đúng cách và suy nghĩ đúng đắn có thể sẽ biến mọi ước mơ trở thành hiện thực, hãy nghĩ lại. Không có bất cứ một bằng chứng khoa học nào có thể cho thấy ước mơ trở thành hiện thực là do bạn tạo ra bản và tin mình thành công trong việc đạt được mục tiêu. Không nên từ bỏ ước mơ khi bạn còn chưa bắt đầu. Nhưng hãy hiểu rằng đường đời còn lắm chông gai. Đôi khi chúng ta không thể đạt được mọi thứ mà mình mong muốn, dù có cố gắng thế nào đi nữa. Nếu như bạn nghĩ mình chắc chắn gặt hái được thành quả nhờ vào việc thành lập bản tầm nhìn và đi đúng hướng trên con đường đã chọn, nhưng mọi việc sẽ diễn ra không như mong muốn, bạn sẽ thất vọng hoặc trách móc bản thân. Điều này dễ dẫn đến trầm cảm hay tự ti. 4. Sử dụng bản ước mơ để có thể hình dung quá trình thực hiện mục tiêu, chứ không phải chăm chăm vào kết quả. Bản ước mơ sẽ giúp cho bạn thấy rõ những mấu chốt để xác định mục tiêu. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng cộng đồng khoa học vẫn còn tranh cãi về vai trò của phương pháp trực quan trong việc xây dựng chiến lược để đạt được mục tiêu. Một vài nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, người nào dành nhiều thời gian để hình dung và tưởng tượng hơn thì người đó lại không thành công như kỳ vọng trong thời cơ chín muồi. Ví dụ, các bạn học sinh được khuyên nghĩ về cảm giác tuyệt vời khi làm tốt bài thi thường có kết quả tệ hơn so với những em tưởng tượng trong đầu quy trình học tập hoặc không hình dung gì cả. Bài học rút ra từ câu chuyện này hay là một số nghiên cứu tương tự khác, xác định rõ mục tiêu và dành thời gian mường tượng về tương lai khi đạt được ước mơ là tốt. Nhưng nếu như bạn bước từng bước vững chãi trên con đường mà mình đã chọn, thì tinh thần thậm chí còn sảng khoái và phấn chấn hơn. Ví dụ, mơ mộng về khoảnh khắc tuyệt vời khi bạn về dứt về cuộc thi marathon không có gì là sai. Tuy nhiên, bạn khó có thể thực sự hoàn thành chặng đua đầy gian nan nếu như chỉ tưởng tượng về giây phút đăng quang.
Thay vì hình dung, bạn nên dành thời gian để tập trung vào quá trình luyện tập. Hãy đảm bảo rằng, ngoài những khoảnh khắc thành công, bản tầm nhìn còn có nhiều những tấm ảnh và câu nói truyền cảm hứng liên quan đến khâu tập luyện. Và đương nhiên, đừng quên xỏ giày và lao ra sân để tập.